Tổng thống Biden tuyên bố sẵn sàng đối phó trực tiếp ông Putin và ông Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bảo vệ khả năng đàm phán tương lai của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời xem xét chi tiết một loạt vấn đề toàn cầu trong bối cảnh có câu hỏi về việc liệu ông có đủ năng lực đối mặt trực tiếp với những nhà lãnh đạo đó trong tương lai hay không. Tôi sẵn sàng giải quyết các vấn đề ngay bây giờ và trong 3 năm nữa. Như tôi đã nói, hiện tại, tôi đang làm việc với ông Tập Cận Bình trong những cuộc liên lạc trực tiếp với ông ấy. Tôi không có lý do chính đáng để trao đổi với Tổng thống Putin lúc này. Ông ấy không sẵn sàng làm gì nhiều để điều chỉnh bất kỳ thay đổi nào về hành vi của mình. Nhưng không có nhà lãnh đạo thế giới nào mà tôi không sẵn sàng đối phó. Joe Biden nói thêm rằng không có khả năng Nga sẽ thay đổi về cơ bản trong thời gian tới, nhưng ông cảnh báo rằng nếu Nga thành công ở Ukraine, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Tổng thống Joe Biden cũng đề cập chi tiết đến mối quan hệ đối tác đang diễn ra giữa Nga và Trung Quốc giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine tiếp diễn. Vấn đề là ông Tập Cận Bình tin rằng Trung Quốc là một thị trường đủ lớn để họ có thể lôi kéo bất kỳ quốc gia nào, kể cả các nước châu Âu, đầu tư vào đó để đổi lấy các cam kết từ châu Âu, làm hoặc không làm những việc nhất định. Chúng ta phải làm rõ rằng Trung Quốc cần hiểu rõ nếu họ cung cấp cho Nga thông tin hoặc năng lực, cùng với việc hợp tác với Triều Tiên cũng như các quốc gia khác nhằm hỗ trợ Nga về vũ khí, thì họ sẽ không được hưởng lợi về mặt kinh tế từ việc đó. Tổng thống Joe Biden cũng chỉ ra các hành động và gợi ý rằng một số nước châu Âu có thể cắt giảm đầu tư vào Trung Quốc để phản ứng trước việc Bắc Kinh cởi mở giúp đỡ Nga. Bầu cử Mỹ 2024, Tổng thống Joe Biden khẳng định quyết tâm tái tranh cử. Đã 2 tuần kể từ buổi tranh luận được cho là thảm họa của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước cựu Tổng thống Donald Trump, ngày càng nhiều tiếng nói bên trong Đảng Dân Chủ kêu gọi ông Biden rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, trong khi đội ngũ tranh cử của đương kim Tổng thống ra sức trấn an. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn quyết tâm tái tranh cử. Liệu những quyết tâm đó có giúp ông giành chiến thắng trong tháng 11 tới đây hay không? Cùng Bão tin tức phân tích trong chương trình hôm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định với các nghị sĩ Đảng Dân Chủ rằng ông sẽ vẫn tiếp tục tham gia chiến dịch tái tranh cử. Trong lá thư gửi các nghị sĩ Đảng Dân Chủ sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, ngày 4 tháng 7, ông Biden đã nhấn mạnh quyết tâm tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng nhằm chiến thắng trước ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Trong thư, Tổng thống Biden viết rằng, tôi muốn mọi người biết rằng bất chấp mọi đồn đoán của truyền thông và những bên khác, tôi quyết tâm ở lại cuộc đua, sẽ chạy đua đến cùng và sẽ đánh bại ứng cử viên Donald Trump. Bầu cử Tổng thống Mỹ luôn là sự kiện chính trị quan trọng và phức tạp nhất trong nền chính trị nước này. Việc Joe Biden công bố quyết tâm tranh cử thể hiện sự hồi sinh của chiến dịch tranh cử sớm nhất trong lịch sử Mỹ. Cuộc bầu cử năm nay diễn ra giữa những thách thức kinh tế và xã hội lớn, bao gồm việc khôi phục sau đại dịch COVID-19, khủng hoảng di cư và vấn đề biến đổi khí hậu. Những vấn đề này sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến cách mà người dân đánh giá và lựa chọn ứng cử viên. Phá bỏ mọi suy đoán về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden có khả năng rút lui khỏi cuộc đua tổng thống sau những chỉ trích về thành tích tranh luận của ông ở Atlanta, Biden hôm thứ Sáu tái khẳng định rằng ông là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và tiếp tục tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới. Dù dành nhiều ngày tập dượt, màn thể hiện của ông Biden trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Trump tối ngày 27 tháng 6 đã bị coi là thảm họa. Sau cuộc tranh luận, nhiều cử tri Đảng Dân Chủ bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng tái tranh cử của Tổng thống. Một số nghị sĩ Dân Chủ thậm chí công khai kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua để đảm bảo lợi ích của Đảng. Sau vụ việc đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã viết thư cho các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ, một lần nữa khẳng định quyết tâm tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11 này, bằng cách kêu gọi các đồng nghiệp đoàn kết ủng hộ ông trong cuộc đua với đối thủ Donald Trump. Ông Biden nói, tôi muốn mọi người biết rằng bất chấp mọi đồn đoán của truyền thông và những bên khác, tôi quyết tâm ở lại cuộc đua, sẽ chạy đua đến cùng và sẽ đánh bại ứng cử viên Donald Trump. Thông điệp của ông Biden được đưa ra sau hơn một tuần diễn ra các đồn đoán và tranh cãi trên các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ và giữa các đảng viên Dân Chủ cấp cao về việc ai có thể thay thế ông trong danh sách ứng cử của đảng năm nay. Nhiều người ủng hộ và các nhà tài trợ lớn của ông ngày càng lo ngại về sức khỏe tâm thần của ông Biden, người đã 81 tuổi, sau cuộc tranh luận thiếu thành công gần đây của ông với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump. Trong sự kiện đó, Biden tỏ ra không được khỏe mạnh, minh mẫn, nói lắp bắp và mất mạch suy nghĩ trong nhiều lần. Tuy nhiên, trong một lá thư gửi những nghị sĩ Dân Chủ tại Quốc hội hôm 8 tháng 7,
Ông Biden nhấn mạnh rằng ông vẫn cam kết chắc chắn tiếp tục tham gia cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024 và kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tôi muốn các bạn biết rằng bất chấp mọi đồn đoán trên báo chí và những nơi khác, tôi vẫn kiên quyết tiếp tục cuộc đua này, tham gia đến cùng và đánh bại Donald Trump, ông Biden viết. Khi đề cập đến những lo ngại về sức khỏe tâm thần của mình, Biden tuyên bố rằng ông đã trò chuyện sâu rộng với cả lãnh đạo đảng và cử tri và đã lắng nghe những lo ngại của mọi người. Tôi có thể trả lời tất cả những điều này bằng cách nói rõ ràng và dứt khoát. Tôi sẽ không tái tranh cử nếu tôi không hoàn toàn tin rằng mình là người giỏi nhất để đánh bại Donald Trump trong cuộc đua năm 2024, Tổng thống viết. Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng trong quá trình đề cử của Đảng Dân Chủ, ông đã giành được hơn 14 triệu phiếu bầu, chiếm 87% số phiếu bầu, khiến ông trở thành ứng cử viên Tổng thống được cho là có triển vọng nhất của đảng này với tỷ lệ áp đảo. Khi người dẫn chương trình Mika Brzezinski liệt kê danh sách những tổ chức truyền thông lớn và các chuyên gia đang kêu gọi ông bỏ cuộc, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không quan tâm. Điểm mấu chốt là tôi sẽ không đi đâu hết. Nếu không hoàn toàn tin tưởng bản thân là ứng viên sáng giá nhất để đánh bại Donald Trump năm 2024, tôi đã không ra tranh cử, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh. Sau màn tranh luận không như kỳ vọng vào cuối tháng 6, ông Biden nhiều lần xoa dịu những lo ngại về bản thân và khẳng định vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Trong thư của mình, ông kêu gọi Đảng Dân Chủ đoàn kết lại, tiến lên như một đảng thống nhất và đánh bại Donald Trump. Trong khi đó, theo Azores, ngày càng nhiều đảng viên Dân Chủ cấp cao kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua vào cuối tuần này. Hãng tin này tuyên bố rằng nhiều thành viên Hạ viện và Thượng nghị sĩ tin rằng những ý kiến kêu gọi Tổng thống rút lui sẽ chỉ tăng lên theo thời gian. Truyền thông Mỹ trước đó dẫn nguồn thạo tin cho hay, ít nhất 4 hạng nghị sĩ cấp cao Đảng Dân Chủ đã nêu ý kiến trong các cuộc thảo luận riêng rằng ông Biden không nên đại diện cho đảng trong cuộc đua Tổng thống. Đây đều là các thành viên cấp cao trong những ủy ban quan trọng tại Hạ viện. Tờ The Hill dẫn bức thư được nhóm tranh cử của Tổng thống Biden chia sẻ viết rằng những tranh cãi xoay quanh màn đối đầu trên truyền hình có phần lép vế của ông trước đối thủ Donald Trump hôm 27 tháng 6 đã nhấn chìm Đảng Dân Chủ. Câu hỏi về việc làm thế nào chúng ta tiếp tục tiến về phía trước đã được chú ý suốt một tuần nay. Chúng ta còn 42 ngày nữa là tới sự kiện Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ và 119 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống. Bất kỳ suy yếu nào trong sự quyết tâm hay sự thiếu rõ ràng trong nhiệm vụ phía trước sẽ chỉ giúp cho đối thủ Trump và khiến chúng ta bị tổn thương. Đã đến lúc chúng ta sát cánh cùng nhau, tiến về phía trước như một đảng thống nhất và đánh bại ông Trump, một đoạn trong bức thư của ông Biden viết. Tôi đã nghe thấy những nhận định lo lắng của mọi người, những sợ hãi và lo ngại mang thiện chí. Tôi có thể phản hồi những điều này bằng tuyên bố rõ ràng và dứt khoát rằng tôi sẽ không tái tranh cử nếu tôi không hoàn toàn tin tưởng bản thân là người tốt nhất có thể đánh bại ông Trump trong năm 2024, bức thư viết thêm. Ông Biden sau đó viết rằng, chính các cử tri quyết định ai là người được đề cử của Đảng Dân Chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, và làm sao các nghị sĩ có thể ủng hộ nền Dân Chủ tại Mỹ nếu bản thân phớt lờ điều đó trong chính đảng của họ. The Hill nhận định, bức thư trên được nhóm tranh cử của Tổng thống Biden chia sẻ trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng tiếp tục đối mặt áp lực tăng cao khi một nhóm nghị sĩ cấp cao trong Đảng Dân Chủ họp trực tuyến với lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries hôm 7 tháng 7 để than phiền về cơ hội chiến thắng của ông Biden. Cụ thể, các hạ nghị sĩ Jerry Nadler đến từ bang New York và Jamie Raskin đại diện bang Maryland nằm trong số các nghị sĩ Dân Chủ đã nói với ông Jeffries rằng ông Biden nên rời khỏi cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ năm nay. Phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Bắc Carolina, vài giờ sau cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ Đảng Cộng Hòa, Biden nói, tôi biết mình không còn trẻ, nói rõ ràng là tôi không đi bộ dễ dàng như trước nữa. Tôi không còn nói trôi chảy như trước nữa, tôi không tranh luận giỏi như trước nữa, nhưng tôi biết những gì tôi biết cách nói ra sự thật. Tôi biết đúng hay sai, tôi biết cách thực hiện công việc này, tôi biết cách hoàn thành công việc. Khi bạn bị đánh gục, bạn sẽ đứng dậy, Biden nói, ám chỉ đến màn tranh luận của mình. Tôi sẽ không tranh cử nữa nếu tôi không tin tưởng bằng cả trái tim và tâm hồn rằng mình có thể làm được công việc này. Rủi ro quá cao, Biden nói. Có thể nghe thấy những tiếng reo hò 4 năm nữa, và Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, Hoa Kỳ khi Biden phát biểu tại cuộc meeting. Tổng thống Biden hiểu ông cần phải làm nhiều hơn nữa để dập tắt cơn hoảng loạn của Đảng Dân Chủ sau cuộc tranh luận thảm họa tối 27 tháng 6. Tại cuộc vận động gây quỹ tại McLean, bang Virginia tối 2 tháng 7, ông Biden hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đêm tranh luận. Tôi biết mình đã không có đêm tranh luận tốt nhất, ông nói. Cho biết chiến dịch đã quyên được 38 triệu USD sau cuộc tranh luận, ông nhấn mạnh, đến nay mọi thứ vẫn ổn và tôi cảm thấy hài lòng về những gì đang diễn ra. Tổng thống Biden tuyên bố sẽ vẫn tranh cử, tham gia cuộc tranh luận khác với ông Trump và sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang chịu áp lực,
từ một số thành viên Đảng Dân Chủ yêu cầu ông từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông cho biết đã nói chuyện với ít nhất 20 nghị sĩ, và họ đều mong muốn ông tiếp tục tranh cử. Theo kết quả thăm dò của hãng Ipsos, sự ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Biden trong tuần trước đã bất ngờ tăng, một dấu hiệu cho thấy cuộc tranh cử sắp tới vẫn sẽ gay cấn, bất chấp màn tranh luận không thành công mới đây của ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Tổng thống Biden nhắc lại cam kết của mình trong thời điểm đầy thử thách, khẳng định khả năng ứng cử và quyết tâm giành được đề cử của Đảng Dân Chủ, người Mỹ gốc Ấn nói. Tổng thống nhấn mạnh sự kiên cường trước nghịch cảnh, và kêu gọi nỗ lực thống nhất để bảo đảm chiến thắng trước Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ và quyết tâm tập thể trong chiến dịch quan trọng này, ông nói thêm. Dù lượng ý kiến băn khoăn ngày càng tăng, song hiện một bộ phận nhà lập pháp cấp cao của Đảng Dân Chủ vẫn cho rằng Tổng thống Biden nên tiếp tục tham gia cuộc đua. Phần mình, trước việc ngày càng có nhiều lo ngại liên quan vấn đề sức khỏe và tuổi tác của mình, cho đến nay Tổng thống Biden vẫn bác bỏ những lời kêu gọi bỏ cuộc và khẳng định ông sẽ tiếp tục tái tranh cử. Trong một lá thư gửi các nghị sĩ Dân Chủ hồi đầu tuần, ông Biden kêu gọi họ đoàn kết ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của ông. Tôi tin rằng tôi là người có đủ khả năng nhất để lãnh đạo. Tôi nghĩ tôi là người có đủ điều kiện tốt nhất để giành chiến thắng. Mặc dù cũng có những người khác có thể đánh bại ông Trump, nhưng thật khó để bắt đầu lại từ đầu. Và bạn biết đấy, chúng tôi đang làm tốt. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 7 giờ Việt Nam, ông Biden ông đang nỗ lực xoa dịu những lo ngại về khả năng tranh cử của mình bằng cách tổ chức nhiều sự kiện tranh cử hơn trong những tuần tới. Tôi quyết tâm tranh cử, nhưng điều quan trọng là tôi phải xoa dịu nỗi sợ hãi bằng cách để họ nhìn thấy tôi, vận động. Trong một bản ghi chú về cuộc họp, các trợ lý của Tổng thống Biden lập luận rằng cuộc tranh luận không làm thay đổi đáng kể cuộc đua và chỉ nhằm mục đích thu hút những cử tri, chưa đưa ra quyết định sẽ ủng hộ ai lên làm Tổng thống. Tuy nhiên, sức khỏe của ông Biden luôn là vấn đề tranh cãi. Mới đây nhất trong hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ đã trở thành tâm điểm chú ý khi luôn có những phát ngôn để lộ tình trạng sức khỏe của mình. Gọi nhầm Tổng thống Ukraine Zelensky thành Tổng thống Putin khi công bố thỏa thuận tại hội nghị NATO ngay trước cuộc họp báo quan trọng nhằm trấn an cử tri. Nhầm lẫn này xảy ra chỉ vài giờ trước khi ông Biden tổ chức cuộc họp báo đầu tiên, lần đầu tiên ông một mình đối mặt báo chí kể từ tháng 11 năm ngoái. Sự kiện được kỳ vọng là nơi ông Biden xoa dịu nỗi lo ngại của Đảng Dân Chủ về khả năng lãnh đạo và tranh cử của ông. Kết quả, ông lại gọi nhầm tránh văn phòng Nhà Trắng là Tổng tư lệnh, gọi nhầm bà Kamala Harris là Phó Tổng thống Trump. Dù liên tục nhận được câu hỏi về sức khỏe từ các phóng viên, Tổng thống Mỹ khẳng định mình vẫn đủ năng lực lãnh đạo, đồng thời tuyên bố không từ bỏ cuộc đua. Đảng Dân Chủ đang ngày càng hoài nghi về cơ hội tái đắc cử của ông Biden. 17 hạ nghị sĩ cùng một thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ mới đây đã kêu gọi ông Biden dừng chiến dịch tranh cử. Một cuộc thăm dò được công bố hôm qua cho thấy hơn một nửa cử tri Dân Chủ và 2/3 cử tri Mỹ cũng ủng hộ điều này. Đội ngũ báo tin tức xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.